Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép cảng SSIT của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn SSA tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 199.273 deep quay. Hiện công ty này đang khẩn trương triển khai đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải về cầu bến cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cảng SSIT trình phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container có trọng tải trên 166.000 deep quay đến 197.273 deep quay vào rời bến cảng để Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, phê duyệt trước khi chính thức cho tàu container có trọng tải lớn vào rời bến cảng. Trước đó, cảng SSIT đã có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam xin điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn hàng hải, cũng như đề nghị được cho phép đưa tàu MSC Sushi vào rời bến cảng, đồng thời đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn hàng hải, cho phép cảng tiếp nhận tàu có chiều dài đến 400 m và mớn nước đến 16,4 m.